Alo, alo, vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu tiếp theo trong cuộc đối đầu giữa, vâng, hai cao thủ của Trung Quốc, Đỗ Thánh và Tiểu Thúy Ngư. Đối đầu với cặp đôi đến từ Skyred, BB cũng nghe. Vâng, trận thi đấu đầu tiên nhà của cầu thủ Tiểu Thúy Ngư là cực kỳ kín. Nhưng không hiểu sao anh lại bị lọt bằng hai tên tương đối định mệnh và để lủng nhà. Vâng, tỷ số là 1-0 cho cặp đôi đến từ Sky. Vâng, tiếp tục đánh theo một bài tàu dành cho Tiểu Thúy Ngư. Vâng, tương đối đáng tiếc khi không có màn hình máy của game thủ Đỗ Thánh. Vâng, ông Thánh, ông ấy, vâng, bên phía Trung Quốc quyết định quay máy ông Thánh và không thể quay phát được khi hai phần mềm là, vâng, là xung khắc với nhau. Màn hình máy thao tác tay trực tiếp đến từ game thủ Tiểu Thúy Ngư. Vâng, 23 dân một bài thi đấu trước của game thủ He đã, vâng, đã vã chết một Tiểu Thúy Ngư cực kỳ chì. Một trận thi đấu mà Tiểu Thúy Ngư đã đánh, vâng, tương đối hay rồi. Nhưng khả năng bó nhỏ của các game thủ Trung Quốc là, vâng, không, là cực kỳ yếu. Một trận thi đấu tiếp theo mà Tiểu Thúy Ngư nhà là có thế. Nền đất xanh mượt và, vâng, dường như người Trung Quốc đánh sen là siêu đỏ. Vâng, chậm dần khoảng 5 giây trong game. Những bước đi dò đầu tiên của game thủ Tiểu Thúy Ngư. Khép góc 12 giờ. Đây là bãi quả, vâng, bãi hiệu phụ dành cho game thủ Tiểu Thúy Ngư. Vâng, bãi quả đầu là nhiều dành cho Ngư. Bây giờ mới có thể thiết kế chiếc G. Vâng, 14 nông dân và tương đối sớm. Loại con T lại công lên một cò một T Tiểu Hoàng Ca nhiều ở thế luôn từ đầu tỷ lệ có là một tháng ngày rồi xem là làm gì để thân đôi xem là cũng đã chậm chậm dân của Hồng Hoàng Anh với lạc đà của Gan Mi chảy ra từ từ quá khó chịu đồng thời đội bên phía của Trung Quốc cầm đây là hai cặp đôi đó là cực kỳ bất ngờ sau mỗi trận úp úp luôn nhé. Tí nữa nó bảo đồ xe đầy thì xóa mấy cái trận úp rồi. Vâng, quay trở lại với trận thi đấu này thôi. Vâng, khi Tiểu Thúy Ngư đã vừa kích đời xong. Vâng, nhà là tương đối kín dành cho Tiểu Thúy Ngư. Nhưng anh cần, vâng, cần cẩn thận hơn trong những pha bo bế nhà của mình. Tránh tình trạng như trận thi đấu trước, vâng, nghe xuất con giò là quá hiệu quả. Vâng, anh bò kiểu gì này. Vâng, điểm số của E vẫn đang cực kỳ cao. Vâng, nhà đang cực kỳ kín dành cho, vâng, dành cho Ngư. Vâng, BM. Và đây là BA. Vâng, một nhà kín và anh quyết định đánh thẳng cung.
Vâng, bo nhanh vào, không, con giò của He sắp đến rồi. Vâng, kích đời ở đầu 10 với 25 nông dân cộng 1 đến từ anh Ngư. Vâng, nâng chặt gỗ, hơi muộn màng nhưng không sao. Nhà quá kín dành cho Ngư. Và hãy cùng chờ đợi xem He làm thế nào để có thể công vào nhà anh Ngư ở thời điểm ban đầu. Vâng, lại không có máy của Đỗ Thành. Vâng, hơi đen. Khu vực dưới này có hở hay không? Vâng, thế như vậy là hướng nhà của em thủ Đỗ Thánh lên là kín. Vâng, nhà quá kín. Để yên cho cái ông thần này. Vâng, đến khoảng tầm phút thứ 20 thì thôi, coi như là xong. Người tàu, vâng, người ta rất biết làm thế nào để có thể, vâng, lấy được cái lợi thế riêng dành cho mình. Vâng, lên đời xong và nâng bánh xe, dường như Thánh đang là người nghiệt. Và Ngư vừa phải bơm một tơn đồ dành cho Thánh. Vâng, 4A dành cho Ngư. Tiếp tục boy ở khu vực này. Vâng, khu vực điểm miếu nhà game thủ Tiểu Thúy Ngư. Hai lớp. Vâng, cẩn thận hơn sau, vâng, sau trận thi đấu đầu tiên. Vâng, timeline 29 đến từ anh Ngư. Và dường như Thánh đang bị công vào. Khi nhà cư đang, nhà Ngư đang siêu kín. Vâng, 4 cung R đầu tiên. Và đây là 4 lạc đà cũng như một giò đến từ game thủ BB. Vâng, có một cái bài, vâng, chém E và vâng vẩy E trong. 36 đến từ anh Ngư. Vâng, 2 tơn cung R và Ngư quyết định đẩy đi. Nâng cấp giáp ở thời điểm này. 41 trên 44. Vâng, những tơn lạc đà của BB vẫn đang đẩy sang là cực kỳ đều. Chéo cánh cho Thánh một tơn. Vâng, đây là, vâng, hai ông bên Sky trận thi đấu này là hai ông cùng đánh chém. Vâng, thế như vậy là He quýt rồi. Vâng, hơi khó khi nhà của Ngư đang cực kỳ đẹp. Vâng, tỷ số được cân bằng một đều ở trong kèo thi đấu giữa Đỗ Thánh và Tiểu Thúy Ngư đối đầu với BB và He.